Xin chào quý khách. Chiều nay cửa hàng em giao Giang Ma F514 về Hải Dương. F514 về Hải Dương. Máy kèm 2 dàn sới. Đi chiếc này về thẳng Hải Dương luôn ạ. Hai dàn sới, một dàn cua ta Thái đời cao, một dàn cua ta đời trước nhé. Này 1m7 này. Đấy, cậu dàn sới ở trong nhà trước, dàn đời cao, dàn mới ở trong nhà trước nhé. Đây, trước tiên mình cho dàn này lên trước. Cua ta dàn này bông 1m83. Cho hai dàn sới lên trước. Rồi mới đưa máy lên sau. Máy chạy siêu ít giờ. Máy chạy siêu lướt. 514 51 mã lực 9 số 3 tầng nha các bác. Về Hải Dương. Giờ cửa hàng em cho nốt dàn Kubota 1m7 nha các bác. Dàn này 1m7 đời đầu mà còn rất là đẹp nha, nguyên bản nha các bác. Máy 2 dàn sới về Hải Dương, để tí em coi huyện nào thì em ghi rõ trên video. Hôm nay là ngày 19 tháng 12 nha các bác. Răng rồi hộp sọ nhông sên siêu đẹp luôn. Máy về hôm sáng thứ bảy, thì là trưa thứ bảy là khách chốt luôn. Cửa hàng em ở quốc lộ 80, nằm trên đường nối liền hai thành phố Rạch Giá và thành phố Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang nha các bác. M6040 Su Thái ủi đầu chạy lướt 155 giờ mới về nha. Giang Ma EM357 2 chiếc xuất qua Việt Nam và chiếc có ủi đầu. Đây, chiếc có ủi đầu dùng tại Thái Lan luôn. Chiếc này cũng chạy siêu lướt nha, 300 ngoài giờ. 357 ủi đầu hãng. Ủi đầu hãng nặng 385 kg, 321 giờ lại 1 phút, siêu mới siêu lướt nha các bác.